Đấu phá thương khung phần 5, Học viện Già Nam do ITV2.org thực hiện thuyết mình, tập 2. Thác giác vực, một khu vực ngoài vòng pháp luật được xây dựng bên ngoài Học viện Già Nam. Nơi đây hỗn loạn vô cùng, không hề có khái niệm về đạo đức. Các phương thế lực chỉ nhằm nhận lợi ích, tranh đoạt không ngừng, giết chóc, chiến đấu không ngừng. Vô số đấu kỹ, kiếm sạc, bảo vật, không có đủ loại phương thức mà luồn lách vào đây, làm cho vô số cường giả tranh đoạt kịch liệt. Cuối cùng thì Tiêu Viêm và Đa Mã cũng đến được Hắc Ấn Thành, chính là nơi giao thoa giữa sự hỗn loạn và phồn hoa của Hắc Giác Vực. Lúc chia tay, Tiêu Viêm được cho biết dược phòng lớn nhất trong thành có rất nhiều kỳ dược dị thảo. Nhưng với mức giá cắt cổ nơi đây đã làm cho Tiêu Viêm phải lùi bước chùn chân. Dưới sự nhắc nhở của Dược Lão, Tiêu Viêm chỉ còn cách luyện chế thanh linh đan để đổi lấy kim tệ mà sử dụng. Chỉ vì luyện chế mấy viên thanh linh đan này mà gia đình cũng vỡ nát. Chả, hy vọng có thể bán được giá. Vấn đề về dược liệu của Phục Linh Tử Đan có lẽ không lớn, chỉ là trước đó ta quên nhắc con, nếu con muốn có ý đồ với Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng sẽ phải chuẩn bị một số dược liệu luyện chế đan dược lục phẩm, giống như khi thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, địa linh đan. Cũng may sư phụ nhắc nhở, vậy chúng ta cần phải chuẩn bị dược liệu gì đây? Tài liệu thì cũng coi như không nhiều, chỉ có 4 loại, địa tâm hỏa chi, long tu băng hỏa quả, thanh mộc tiên đằng, còn có một viên ma hạch lục giai hệ thủy. Ma hạch lục giai, đó chính là ma thú siêu cấp có thể ngang kèo với cao thủ đấu hoàng. Dù là chán sống cũng không nên tự tử kiểu này đâu. Chỉ có cách đi tới đâu hay tới đó thôi. Ngoài ra, nghe nói hội đấu giá lần này ở Hắc Ấn Thành là do Bát Kiến Môn chủ trì. Họ chính là kẻ nắm quyền ở đây. Sàn đấu giá, lát nữa khi đi vào, luôn phải cẩn thận mới được. Không ngờ Bát Kiến Môn lại có đấu sư như hộ vệ ở cửa thành. Quả nhiên không phải dạng vừa. Tránh ra, tránh ra, tránh ra mau, tránh ra, tránh ra. Là hắn. Phạm Lăng, thực lực đấu linh lại còn trẻ như vậy. Xem ra trong Hắc Giác Vực đúng là ngọa hổ tàng long. Là cái đám biến thái đó. Cái đứng giữa chính là Huyết Tông thiếu chủ Phạm Lăng. Chẳng phải Huyết Tông và Bát Kiến Môn có thù sao? Sao còn dám đến Hắc Ấn Thành? Hắn thì có gì mà không dám? Cha quán chính là cao thủ xếp thứ 5 trong Hắc bảng. Thực lực của Huyết Tông lại mạnh hơn Bát Kiến Môn. Ai dám động vào hắn? Tránh ra, tránh ra mau. Ô, thiếu công chủ, ta không cố ý, tha mạng, xin tha mạng. Cẩn thận một chút. Ôi,
Đi. Con có làm gì vậy? Đừng mà. Kéo tông chủ. Kéo tông chủ. Huyết tông này quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Hoành tráng thật, còn hơn xa phòng đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Có lẽ chính là đây. Ta có vài thứ muốn mời quý vị bán đấu giá. Giá cả dưới 10 vạn kim tệ thì đừng có lấy ra lãng phí thời gian của ta. Xem thử đi rồi hãng nói. Giám định sư, để lên đây. Dược khí này ôn hậu thuần chính, thanh vận thiên thành, đúng thật là thấm sâu vào tim gan. Nhị văn thanh linh đan đúng là có chút giá trị, nhưng vẫn là chẳng đáng bao nhiêu. Cũng may có hai viên, vậy thì cứ gói lại rồi bán chung đi. Ông cứ xem nốt bình kia đã. Tam văn thanh linh đan, đúng là đồ tốt. Chỉ cần dùng nó, không những có thể xông qua bình cảnh tu luyện, còn có thể tăng thêm 3 bậc công lực. So với nhị văn thanh linh đan, tác dụng phụ ít tới mức có thể cho qua. Bây giờ đã phải lãng phí thời gian của ông trưởng. Vì thiếu hiệp này lão phu có mắt không tròng, sơ suất. Nào, nào, mời ngồi. Mời cậu dùng trà. Luyện dược sư có thể luyện ra tam văn thanh linh đan ngay cả trong hắc sắc vực đúng là hiếm gặp. Người thế này chắc chắn môn chủ cũng sẽ có hứng thú. Thế này đi, thiếu hiệp, hai viên nhị văn thanh linh đan giá gốc sẽ là 30 vạn kim tệ, mà viên tam văn thanh linh đan này giá gốc có thể sẽ đạt tới 70 vạn kim tệ sau khi trải qua đấu giá. Thanh trưởng lão, Mai Nhị Hãn, Hàm Thiếu Tông Chủ, xin mời vào trong. Xem ra, huyết tông cũng là nhắm đến bảo vật kia. Khách quan, xin mời. Thiếu tộc chủ, có gì không ổn sao? Tên đối diện đằng quyền, trước kia ta có thấy hắn. Mỗi lần gặp hắn, ta cũng có một cảm giác rất lạ, như là e ngại. Chắc là có gì nhầm lẫn. Công pháp của huyết tông chúng ta vô cùng âm hàn, thứ có thể làm cho ta e ngại cũng chỉ có cực trí hỏa diễm. Nhưng mà loại hỏa diễm mạnh mẽ cỡ đó, hắc sắc vực này không phải ai cũng có. Tên áo đen này rõ ràng không thể là trong số ít đó được. Có lẽ vậy. Không biết tin tức kia có đáng tin cậy không? Nếu đúng là như thế, phụ thân con nói, bất kể phải bỏ ra giá cỡ nào, cũng phải lấy được nó tới tay. Nếu tông chủ yên tâm, tông chủ cũng đã âm thầm chuẩn bị tốt. Cho dù là thứ đó rơi vào tay kẻ khác, cũng tuyệt đối không thể ra khỏi phạm vi của Hắc Giác Thành. Để các vị phải đợi, đợt đấu giá này do bác kiến môn chúng ta chủ trì, nhất định sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Không nói nhảm nữa, cuộc đấu giá Hắc Ấn Thành chính thức bắt đầu.
Món bảo vật đầu tiên chính là hai viên đan dược có thể giúp người ta đột phá bình cảnh tu luyện nhị văn thanh linh đan. Giá khởi điểm của mỗi viên 30 vạn, 33 vạn, 35 vạn, 37 vạn, 39 vạn, 40 vạn. Xem ra có đủ tiền để mua dược liệu cho phục linh tử đan rồi. 55 vạn. Hắn mà cũng có hứng thú với thanh linh đan. 60 vạn. Xin lỗi, các cô mộ chúng ta khi gặp đồ tốt sẽ không biết nhường nhịn là gì đâu. 65 vạn. 100 vạn. Các cô mộ thì đúng là đại gia hàng hiệu nhỉ. Không dám, không dám. 100 vạn để tranh một viên nhị văn thanh linh đan, e rằng chỉ có đám ngu xuẩn hắc khô mộ mới làm ra được. 150 vạn. 150 vạn. Nhiều vậy. Thiếu tông chủ, chuyện gì vậy? Này, nếu như thiếu tông chủ đã quyết tâm đến thế, ta đành nhường lại vậy. 150 vạn, chốt đơn. 2 viên nhị văn thanh linh đan, tổng cộng 300 vạn. Tên ma nhĩ hãn đáng chết, tôi cứ đợi đấy. Đúng là thú vị. Cái đám của nợ này, giờ tự nhiên lại thấy vừa mắt thế nhỉ. Chúc mừng vị tiên sinh này giành được nhị văn thanh linh đan. Chờ ai đến với món bảo vật tiếp theo bởi itv2.org. Giá khởi điểm của nó sẽ là 70 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Chúc mừng thiên xà hổ đã giành được tam văn thanh linh đan với giá 150 vạn. Thiên xà hổ, tiểu tử, trước kia con từng giao thủ với người của thiên xà hổ đấy, chả lẽ quên giả? Xà hổ quá. Là nữ nhân thần bí đó. Chúng chính là người của thiên xà hổ. Thanh lân chính là đang trong tay bọn chúng. Không cần quá lo lắng cho cô nương đó. Đôi mắt kỳ dị của cô bé sẽ làm cho thiên xà hổ phải toàn lực cứu chữa và bồi dưỡng. Mong là như vậy. Sau này có cơ hội, còn phải sẽ đi tìm kiếm cô ấy. Nữ nhân này cũng đến tranh thanh linh đan với ta. Nhưng mà cũng không sao. Giành đồ của ta, sau này cũng sẽ phải nhả ra lại thôi. Món bảo vật được đấu giá tiếp theo có chút đặc biệt, bởi vì ngay cả chúng ta cũng không thể nghiên cứu ra được nó có tác dụng gì. Tịch liên yêu quả, đây chẳng phải biết giả rách sao? Nhưng mà dựa theo nét vẽ trên đó, chúng ta có thể khẳng định đây chắc chắn là mảnh giấy ẩn chứa bí mật. Có lẽ nó là một phần của tấm bản đồ cổ. Có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm thấy một món thượng cổ bảo vật. Tiểu gia hỏa, vận khí không tệ, lại gặp được một mảnh bản đồ vị trí của tịch liên yêu hỏa. Nếu muốn có được vận khí thì mau ra tay đi nào. Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ. Ấy chà, 11 vạn. Tên này bại não à? Đúng đấy. Cờ tiền hả?
Ái chà chà, gặp một ván, biết đâu lại trúng số thì sao? Ông có bị quan khách nào mất thử thời vận nữa không? Mười ba vạn.